bánh bông lan mới ra lò nè bà con cô bác ơi. Trời đất ơi, hồi chiều giờ tôi bán bánh bông lan vòng vòng đây nè, mà trời mua không ai ủng hộ giùm hết. Chắc cái kiểu này ngày mai ăn bánh trưng cơm đi quá. Ai à, bánh bông lan ơi. Cô gì đó ơi, cô gì đó ơi. Dạ ơi. Cô bán bánh ấu hả cô? Trời đất ơi, xuống không? Tôi bán bánh bông lan chứ không có bán bánh ấu. Cô bán bánh ấu ơi, trở lại đây tôi mua giùm cho cô một cặp. Thèm bánh ấu quá rồi cô ơi. Anh hỏi bánh gì? Trời ơi. Ủa? Trời ơi, đi đằng xa tôi nghe cái tiếng ra tôi đâu có nhìn ra cô đâu. Tôi tưởng cô bán bánh ú chứ. Lâu quá rồi thèm bánh ú, muốn ủng hộ cặp luôn. Giờ muốn bán bánh không lan. Muốn mua bánh ú không? Ủa buôn bán sao giờ này còn lang thang này vậy? Tôi bán gì khuyên à. Thiệt á? Bán ế, nó bán ế. Trời đất ơi, bánh tôi mới ra là nó hỏi mày ế này ra coi. Tôi biết rồi. Biết vậy? Bán bánh không lan mà không biết ca chứ gì. Ủa vậy hả? Trời ơi, cô phải ca ngọt ngọt lên bà con cô bác mới ủng hộ cô. Mà tôi nói cho cô nghe nè. Dạ. Ở đây nè, đại gia không? Đại gia mà thích ăn bánh bông lan mới chết. Anh ơi, ủng hộ gì em cái bánh bông lan? Đó, mấy anh mới ủng hộ đó, đúng vậy. Bước lại, rồi đi thẳng lại chủ cơ sở mai táng Thành Sơn luôn. Chủ cơ sở mai táng Thành Sơn ủng hộ bánh bông lan luôn. Dạ, cảm ơn mấy anh nhiều luôn. Nhạc vô không? Dạ bán thẻ cho 50 ngàn. Bây giờ cô bán nghe, cô đi vòng vòng cô bán. Tôi đứng tôi ca phụ cô nghe. Dạ cảm ơn anh nè. Dạ, bánh bông lan. Bông lan căng căng nhụy vàng, quá thương cô nàng khéo nướng bánh bông lan. Tôi bước lên tìm về cô hai ơi, cái bông lan thì nhụy vàng trắng trắng, còn cái bánh bông lan của cô thì là cái bánh bông sao, cái ngắn ngắn nó vàng mà cái nhụy nó vàng luôn. Trời đất ơi, cái bánh bông lan thì nó màu vàng chứ vậy mà. Dân lâu thì trong bụng tôi thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về tôi ở luôn nơi này. Cô hai, sao cô hai không nói một lời? Ông bà mình thường bảo hãy khỏi ăn nói. Sao cô hai hà tiện với tôi từng lời từng tiếng nói vậy hả cô hai? Dạ phải sao mà thì có ăn thì có nói, mà hồi nãy bây giờ tôi bán chỉ có ăn cái đâu mà nói. Trời ơi, vậy là tôi ẩn hết cả chục cái rồi đó hả cô hai? Vậy là tôi phải ở lại đây nói chuyện với cô hai hoài cho tới khuya là cười. Bây giờ cái chữ khuya nó không có ăn gì đờn, phải nói cái chữ khuya con hai ơi. Anh có ở thì tôi cũng không có nhắc mời. Anh không có muốn đi cái gì anh, tôi cũng không có nhắc mời anh ba. Vậy thì hai hối làm sao cho đành đoạn nè. Trong khi nghĩ lại mùi nhị bánh bông lan mà từ ở trên xứ tôi lặn lội tới dưới này. Ủa, nhà này không có bán hả? Chắc người đánh bộ khéo tài cho nên tôi mới nhớ hoài. Dạ, cảm ơn anh ba vô. Để tôi về tôi nói lại anh ba má. Cửa nhà sai bộ rồi giờ đổ khuôn anh ba. Cô hai ơi, chắc là nhờ cái bàn tay cô hai đứng khéo mấy cái em.
giờ nhà đó nó khen khen vậy á, nó mừng lắm á. Cũng không phải cô hai nữa hả? Sao tôi nói gì cô cũng bàn ra được hết vậy? Thôi thì nói gần nói xa hôm qua tôi nói thiệt cô hai nha. Tôi cũng quận 8 mà tôi lên tới đây là tại tôi nhớ. Nhớ ai? Nhớ bánh bông lan. Cái chịu nổi không? Nhớ bánh bông lan chứ không có nhớ cô bán bánh. Nhớ cô bán bánh mà không dám nói. Vậy đứng đó tôi sợ cổ chê mình xấu. Mùi gì bánh bông lan mà cả đời tôi quên không được. Hay là để tôi là mãi cho anh cô bạn làm bánh bông lan những nỗi đôi này. Cô hai ơi, sao tôi nói cái gì cũng bạc ra được hết vậy cô hai? Thôi thì nỗi gần nỗi xa hôm qua tôi nói thiệt cô hai lần nữa nãy cô. Ta lũ quận 8 mà tôi lên tới Đồng An này là tại gì? Tôi nhớ. Tôi nhớ. Tôi nhớ cô hai. Trời đất, hồi nãy giờ tôi chờ nhiêu đó nha. Chịu không? Chịu đó giờ. Tôi bước về quận 8 mà ở chịu không? Cô gái Bình Dương. Cô gái Bình Dương chịu không? Vâng, và nhờ Thanh Lan và nam nghệ sĩ Diệp Thanh là xin cảm ơn mọi bác rất nhiều. Và xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn quý anh quý em rất nhiều, xin cảm ơn ạ. Và để trở lại chương trình, xin mời quý khách thưởng thức tiếng hát của nữ nghệ sĩ Phương Loan.